Vì tôi còn miếng đất riêng nữa, năm ấy thì hai vợ chồng tôi ra cắt riêng thôi, ở thôi chứ đâu có gì đâu. Nếu mà thương nhau thì cái gì nó cũng dễ chứ, mà không thương thì nó khó. Lời đầu tiên mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, chương trình chào anh. Và bây giờ anh có thể cho quý vị khán giả biết tên cũng như tuổi của mình ha. Tôi tên Dương Quang Long, năm nay sinh năm 1966, hôm nay 57 tuổi. Vương Văn Đông. Dương Quang. Dương Quang Đông. 57 tuổi, 56 tuổi à? Nãy anh nói năm mấy? 57. À, 57 tuổi, anh Đông 57 tuổi. Anh Đông đến từ đâu? Từ Vĩnh Long. Ở dưới Vĩnh Long mình làm công việc gì anh Đông? Dưới thì là quê làm ruộng. Làm ruộng. Làm nhiều không anh? Làm ít. Ít là cỡ nhiêu? Có 2 công à. Có 2 công rồi. Mình có nhà luôn? Dạ có nhà. Hiện thời anh Đông sống với ai? Giờ sống với 2 đứa con. Trong nhà đó luôn? Trong nhà. Rồi khi anh Đông đến với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương nè, các con của anh có biết không? Biết. Có đồng ý để anh đi kiếm người mẹ kế không? Dạ đồng ý. Anh có thông qua chưa? Có thông qua rồi. Rồi bây giờ trước khi anh em mình trò chuyện ha. Dạ. Thì chương trình phải có cái điều lệ. Anh có thể, anh có quyền chấp nhận và không chấp nhận. Rồi anh Đông này, anh có cho phép Mảnh Ghép Yêu Thương sử dụng hình ảnh của anh để đăng lên mạng xã hội hay không? Dạ được, cho. Cho ha. Mọi thắc mắc khiếu nại của gia đình anh, con anh cũng như chính bản thân anh sau này kêu chương trình gỡ hoặc xóa bài là không được. Anh chấp nhận? Chấp nhận. Này, anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Đúng. Rồi anh em mình tiếp ha. Dạ. Thì tình trạng hôn nhân của gia đình mình như thế nào anh Đông? Thì vợ thì ly dị tôi như là nay là năm 2020 tới giờ. Coi như là gia đình cũng như mình sống không hòa thuận, coi như là tự vợ ly dị thôi. 2020, hôm nay 3 năm, gần 4 năm rồi. Không hòa thuận hả anh? Hai anh chị ở với nhau khoảng bao lâu? Cũng 22 năm. 22 năm mà không tìm được tiếng nói chung. Mặc dù đã có 2 mặt con. Anh có thể cho mọi người hiểu chút xíu cái bất đồng của hai người không? Bất đồng là sao? Là người nào không hòa hợp đó. À, ý anh nói là không có tiếng nói chung đó, không hòa hợp đó. Như là vợ tôi cũng như là nó đua đòi quá, coi như là nó không có nghĩ tới trong gia đình quá không, rồi tự ly dị thôi tôi thôi. Chứ tôi không có nói gì hết. Đua đòi quá. À. Rồi tự chỉ ly dị luôn. À. Anh phát hiện cái sự đua đòi của chị khi nào? Thì phát hiện nhưng mà tự bả ly dị thôi, chứ còn tôi có biết rồi biết tôi. là chỉ tự ly dị đúng không? Ừ. Nhưng mà anh phát hiện cái sự ăn ví dụ mua sắm đua đòi của chị thí dụ vậy đó là khi nào? Thì cách khoảng 6 tháng à, là ở hai mươi mấy năm từ cái mà mới phát hiện cái sự đua đòi có 6 tháng này thôi. Đua đòi cũng như là bá, cũng như là bá có người mơ người tình mới đúng không, nhưng mà mình phát hiện vậy đó thôi, nhưng mà tự bá thôi mình thôi. Có nghĩa là chỉ có sự phân biệt ngó lên là nhìn người khác đó đúng không? À, chứ đúng không rồi. Phải là mua sắm phải không? À, phát hiện là giống như ngoại tình đó ha. À. Anh phát hiện, anh có bắt gặp không? Cái đó thì tôi thì không bắt gặp, nhưng mà tự bả giải quyết thôi. Nhưng mà mình vợ chồng thì nói thà là không thương thì cắt ngang một cái bập liền là ly dị liền. Tại vì nó đều có cái nguyên do của nó hết, chứ mình không có thể nào mình nói người ta cắt ngang được. Nó đều có cái nguyên nhân để dẫn đến cái giai đoạn đó. Mình phải, cái gì mình phải thật lòng, mình đừng có giấu đi cái xấu của mình.
mình biết đưa rồi. Cái đẹp ra rồi mình hạ thấp người ta xuống. Không, tôi không khi nào nó tầm bậy cho nên nhưng mà vợ con không nhà mình nói xấu, nhưng mà thôi bây giờ cái chuyện đó mình gác một bên đi để nhiều khi con mình nó không, buồn cái nó buồn, vấn đề anh mẹ nó này, này mình đã đi tới cái mảnh ghép yêu thương anh Đông ha, mình muốn tìm cái nửa mảnh ghép thì mình phải nói rõ ra cho mọi người biết, đặng các cô các chị hiểu được cái tâm tư của mình để dễ dàng kết nối với anh hơn. Chứ tụi tôi môi sau cái chuyện của đó của anh ra thì nó cũng không ích lợi gì cho tụi tôi. Thì tụi tôi đâu có sống đâu, đâu có sống chung với hai người đâu. Yeah. Phải không? Nhưng mà tôi muốn anh nói ra nó chân thật. Sau này hạnh phúc nó sẽ đến với anh. Còn mình giấu giếm như vậy đó, khi mà về rồi bắt đầu, hồi trước ông có nói đâu. Đợi lúc đó anh nghĩ gì sao? Thấy không? Nó đâu có hạnh phúc đâu. Mình phải trải lòng mình ra, mình nói thật hết những cái gì đó là mình... tôi nói thật thì thật, không bao giờ nó tao bậy chút nào hết á. Vợ chồng là từ đó giờ tôi có gây lộn mà quýnh lộn thì không có nữa. Nhưng mà nói cãi giả thì nhau thì đơn sơ thôi, nhưng mà tôi đã nói về hồi tôi mới cưới vợ gì cũng vậy, tôi cũng nói là thương thì ở nhau, còn nếu mà không thương là cắt ngang một cái bụp liền chứ không có mà èn ọ này nọ hết trơn. Đó là anh nói ha. Là tôi nói như vậy thôi. Anh bình thường anh có thương vợ không? Thương chị không? Thương chứ, vợ thì phải thương rồi. Anh có gia trưởng không? Hả? Anh có gia trưởng không? Không, tôi gia trưởng thì không ấy. Mà mình phải biết mình biết ta mới được chứ, còn không là vợ mà mình làm gia trưởng quá đâu được. Mình phải sống mình phải biết người, biết mình, biết ta chứ đâu có làm gì được. Có khi nào anh nghĩ lại vì sao mà chỉ lại chủ động chia tay với mình không? Thì cứ như dạng bà ham vui gì vậy, bà chia tay với mình vậy thôi chứ nghĩ mình nghĩ vậy thôi. Ham vui chuyện gì? Thì ham vui cũng như là bà thấy người này người nọ háo thắng đẹp trai hay là hoặc là gì đó. Nhiều khi có thể thấy có tiền nhiều hơn mình ha, hay là đẹp trai hơn mình ha. Bắt đầu là tôi hỏi này tôi học hỏi nữa. Đặng mốt tôi rút kinh nghiệm. Rồi thôi giờ mình thông qua chuyện đó đi chút chút được rồi ha. Rồi. Hôm nay anh Đông nè, anh đến với mảnh ghép yêu thương, anh muốn mảnh ghép yêu thương giúp gì cho anh? Giúp cho tôi kiếm một người nào như là thiệt tình, như là không sống với mình như dung thủy từ đây tới cuối đời vậy đó, giờ mình ở hoài nhau vậy thôi chứ. Đi tới cuối đời ha, chắc không? Chắc chứ. Đừng có lỡ dở hai mấy năm mà còn chưa hiểu được. Thì bởi vậy tôi muốn đã muốn lại tới đây là để cho kiếm người nào sự thật phải không? Chứ không mình ở ngoài đời thì nó bao la thiếu rồi gì. Rồi bây giờ anh muốn chương trình giúp cho anh hay là anh tự chọn? Chương trình giúp. Giúp anh bằng cách nào anh? Cách anh coi như là người nào như là sống như là thiệt tình hay là hoặc là người ta không đua đòi như là giàu nghèo này nọ vậy đó. Sợ nhiều khi mình về ta kiếm người giàu cái lợi ta chê này nọ. Ví dụ như bây giờ anh Đông nè, cái chị đó thương anh mà không có nhà cửa về ở với anh được không? Được. Hai người con của anh có công nhận không? Công nhận. Vì tôi còn miếng đất riêng nữa, thế ấy thì hai vợ chồng tôi ra cắt riêng thôi, ở thôi chứ đâu có gì đâu. Nếu mà thương nhau thì cái gì nó cũng dễ chứ, mà không thương thì nó khó. Vợ chồng mà thương nhau thì cái gì tất cũng dễ. Tất nhiên là cái chị đó về với anh là phải thương anh mới về. Đúng rồi. Chứ nếu mà không thương anh thì về làm gì? Còn gia đình mà chắc chở quá thì bắt đầu thì tôi còn miếng đất riêng nữa, tôi cắt nhà thì hai đứa ở thôi chứ đâu còn gì nữa đâu. Hai công ruộng đó quay lại mỗi một năm đỡ không anh? Đó là đủ sống trong gia đình thôi. Đủ sống thôi ha. Khi anh về, khi cái chị đó về ở với anh có cho chị cái quyền lợi gì không? Thì sống chung nhau nó công bằng với nhau thôi. Giờ tỷ như bằng chung thì mình xài chung thôi. Chứ không nghĩ gì hết. Vợ đã vợ chồng mình đâu còn nghĩ gì đâu. Thì gáp chung sức nhau mình bằng. Mà có tiền thì mình xài, không có tiền thì có nghĩa là xài chút thì thôi. Khi mà anh đến với mảnh ghép yêu thương rồi nè, mảnh ghép yêu thương sẽ giúp anh tìm một cái mảnh ghép phù hợp với cuộc sống của mình ha. Yeah. Trong cái thời gian tìm hiểu á, lâu ngày rồi nếu mà mình có tiếng nói chung thì mình sẽ làm một cái bữa tiệc ra mắt gì đó, mình cũng lớn rồi ha. Yeah. Thì mình về sống chung với nhau thì nó cũng có cái khoảng thời gian cũng không dài không ngắn. Mình tìm hiểu qua lại bằng điện thoại, Zalo gì đó. Yeah. Thì đôi, mình cũng hiểu được đôi chút rồi. Khi mà chị về với anh thì anh phải có cái quyền lợi gì? Nếu nhiều khi người ta về với anh nè, rồi
nó không có rành mạch rõ ràng gì hết. Rồi khi anh không thích rồi anh đuổi người ta ra thì sao? Đâu có, mình làm về, nếu mình ấy rồi là mình về phải làm giấy kết hôn. Mình bây giờ mình điện thoại mình nói chuyện trước đi, nếu mà thương nhau thật tình rồi đàng hoàng thì mình làm giấy kết hôn đâu đó. Ý là tôi muốn ở cái ý đó đó. Thì mình làm giấy hôn thú đàng hoàng cũng như là mình như mới cưới vợ cũng như là ngày xưa vậy thôi. Là mình ở luôn chứ đâu còn nghĩ gì nữa. Thì ý anh vậy ha. Ra tòa mình ý ra chính quyền mình làm giấy hôn thú lên, hai đứa làm thú vậy thôi. Nắm tay nhau đi ha. Rồi anh có muốn chỉ có công an việc làm gì không hay là về nội trợ thôi? Thì về nội trợ thì nó cũng được, mà có công an việc làm thì nó cũng rất tốt thôi. Chúng ta sức nhau mà mặn thôi, mạnh người nào hai đứa gán mặn thôi chứ đâu có nghĩ gì nữa. Ở với anh có cơ sở gì làm ăn được không? Tôi không có, giờ tôi lan lên công ty, tôi mượn trên công ty trên Thủ Đức trên đó. Anh cũng, chính bản thân anh bây giờ cũng vẫn đi làm công ty, làm công nhân ha. Rồi hai công ruộng làm lúa đó ai coi? Bỏ nhà cho hai đứa con. Có nghĩa là cho hai đứa con đi. Bây giờ anh không có gì hết. Thì anh để nhà đó về, nhà đó thì tôi chạy lên chạy xuống như thăm con hoài vậy thì đó. Thì tính ra bây giờ anh không có gì hết. Bây giờ anh đi làm công nhân, ở nhà trọ. Thì bây giờ mình kiếm cái người xứng tầm với mình ha. Để nó dễ dàng kết nối hơn. Hay là anh có xem cái video nào trên? Thì có xem cái video của anh xem Facebook hay là YouTube? Nó không có dành cái mình đó nữa. Hôm đó bắt lên thì coi thấy. Rồi anh thấy cô nào anh chấm? Thì thấy cô Hà đó thì tôi. Anh chấm. Tôi chọn người đó. Cô Hà. 53 tuổi đúng không? 53 tuổi. Sống tại Long An. Anh thấy những cái nét gì ở trên video đó mà anh nói là đồng cảm? Thấy cô không có đua đòi, không cần giàu nghèo, nhưng mà mình biết thương nhau lẫn nhau mà ngăn thôi. Là anh dùng cái gì anh thấy mà là thấy cổ không thì đua đòi? Cổ nói như là không có cần giàu nghèo gì hết, nhưng chỉ mình có cái tình thương là nó được rồi. Rồi anh tin. Thì bây giờ trước mắt thì mình thấy vậy thì mình nói vậy thôi, nhưng mà mình để mình có cái điện thoại mình điện, khi xin Zalo được mình điện mình tâm sự với nhau thì nó dễ hơn khi mình gặp nữa, chứ đâu phải mình thương thì thương vậy thôi. Nhưng mà mình quan tâm tâm sự để cho nó phù hợp với mình không, hay là phù hợp của cổ không. Anh Đông lương công nhân của mình bây giờ lãnh được tháng nhiêu anh? Tháng 12 triệu. 12 triệu hả? Công nhân mà lương cũng cao vậy ha. Anh làm chắc cũng lâu rồi hả? Làm lâu rồi. 12 triệu thì với bản thân anh thì cũng dư sức rồi ha, khỏe. Mà thêm người về nữa cũng hơi mệt á. Mà đặc biệt cái người này, cái người anh chấm là khác đó nha. Cái người này là với cái đồng lương của anh là mệt lắm đó. Cái này là tự anh chấm. Tôi không muốn nói ra, tôi nói vậy anh chắc có lẽ anh cũng hiểu. Ha. Rồi bây giờ anh còn chấm không? Thì trước mắt thì chấm rồi đó, nhưng mà mình phải để có cái qua lại tiếng nói qua lại. Bây giờ anh tự chọn, bây giờ em hỏi lại anh một lần nữa, anh tự chọn hay là anh muốn chương trình chọn cho anh, giúp anh? Thì giờ tôi cái chọn. Đó là quyền của anh thôi. Tụi em làm cái này ra cũng giống như một cái nhịp cầu nối thôi. Để cho anh chị bước qua. Thì anh chị có quyền chọn lựa, chuyện đó hạnh phúc của anh chị mà. Rồi bây giờ anh ra quyết định đi, anh tự chọn hay là anh nhờ chương trình tìm giúp giùm anh, giới thiệu giúp giùm anh. Giờ tôi tự chọn. Anh tự chọn đúng không? Anh quyết định chọn cái mục tiêu theo đuổi từ bây giờ anh coi trên mạng xã hội. Tôi cho anh biết nói lại một lần nữa. Thế là tôi tự chọn. Chương trình của tôi làm là rất là sòng phẳng, rất là đâu đó mà tôi muốn cho anh tốt cho anh thôi. Chứ tôi không phải là... tôi làm gì tôi rất là trân quý những người đến đây tìm cái mảnh ghép yêu thương cho chính cuộc đời của mình. Tôi rất là trân quý.
tôi nó cũng, nếu mà không phải tôi cũng khuyên không à, chừa cái cửa rộng ra. Chứ còn làm thì tụi tôi vẫn làm cho anh bình thường, giật tích lên tụi tôi câu view rồi là kiếm tiền trên YouTube bình thường. Mà tại sao tôi phải mắc công tôi nói với anh như vậy chị? Rất là nhiều người ghét tôi cái chỗ mà môi móc nói như vậy đó, nhưng mà cũng rất là nhiều người đồng tình ủng hộ ha. Thì bây giờ hai lần rồi, bây giờ tôi cho anh lần thứ ba nữa, cho anh chọn lại, anh muốn tự chọn hay là chương trình sẽ giúp anh để cho anh có điều kiện tìm một đối tác tốt hơn. Tự chọn ha. Rồi coi như cuộc đời ông của anh tới đây đóng cửa được không? Rồi cái này tự anh chọn á. Với cái thu nhập của anh 12 triệu đối với anh rất là lớn, anh có thể thoải mái được, anh có thể kiếm một người rất phù hợp với mình, hai người sống tốt. Còn anh chọn đối tượng này, 12 triệu của anh không là vấn đề gì hết, không có vô đâu hết, không có thấm gì hết. Tôi nói vậy anh hiểu rồi. Hai anh em mình tâm sự giống như hai người đàn ông ha, ngồi mình nói chuyện chơi vui vậy thôi. Nhưng mà tự vì anh muốn giữ cái thần tượng trong lòng của mình thì anh phải gánh chịu thôi, mà bảo đảm với anh là không được, chắc chắn chương trình sẽ không giúp được luôn cho anh nữa. Và về sau khi bà con các chị á mà xem được cái video này, không ai chấm anh hết. Tôi đã nói 3 lần cho anh rồi, tự vì anh vẫn cố chấp thì thôi, tụi em cũng cố gắng giúp anh thôi, thì gửi kỳ gục tụi em cũng gửi cái đường link cho cổ coi thôi, nhưng mà tụi em biết chắc là không được. Rồi thôi bây giờ nãy giờ anh em mình cũng tâm sự cũng hơi nhiều rồi ha. Thôi bây giờ anh Đông nè, anh chào quý vị khán giả, các anh em mình kết thúc. Xin chào khán giả trong ngoài nước hết. Rồi Mảnh Ghép Yêu Thương. Mảnh Ghép Yêu Thương là mấy anh em Mảnh Ghép Yêu Thương của tụi em cũng gửi lời chúc chân thành và rất là cảm ơn anh Đông đã không quản đường xá xa xôi, công việc làm của mình để đến với Mảnh Ghép Yêu Thương. Tin tưởng Mảnh Ghép Yêu Thương thì tụi em cũng sẽ cố gắng giúp anh, cố gắng hết sức mình, nhưng mà em biết chắc là không được, nhưng mà tụi em cũng sẽ cố gắng giúp cho anh ha. Rồi trước khi kết thúc chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương, cũng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.